sao con không giữ nó lại? Người ta thường nói ở đời cũng phải giữ chút mặt mũi, nhưng so với hạnh phúc bình an cả đời thì mặt mũi quan trọng đến thế sao? Mẹ, mẹ chưa ngủ à? Vũ nó sắp đi nên con không ngủ được à? Sao con không giữ nó lại? Người ta thường nói ở đời cũng phải giữ chút mặt mũi, nhưng so với hạnh phúc bình an cả đời thì mặt mũi quan trọng đến thế sao? Nhìn lại mẹ con mình đi. Ngày trước mẹ giận con, hai mẹ con mình đã lạnh lùng xa cách rất lâu. Nhiều lúc mẹ thương con, đã mềm lòng rồi mà không làm sao xuống nước được. Xưng chị với tôi quen rồi, có lúc muốn gọi một tiếng con ơi mà không dễ dàng gì. Thế cho nên lạnh lùng, cố chấp, ngăn cản người ta quan tâm đến nhau là điều có thật. Cô Trúc cũng có cái sĩ diện của người biết mình sai, con thì cũng có cái sĩ diện của người không được chấp nhận. Cả hai cái sĩ diện cộng lại thì người lãnh đủ là thằng Vũ đấy. Ai cũng vì bản thân mình để rồi buông tay nó. Mà con cũng phải biết, có những thứ con đã buông tay rồi, khi muốn tìm lại thì không dễ dàng tìm lại được đâu. Hạnh phúc là phải biết đấu tranh con ạ. Con cảm ơn mẹ ạ. Bà có dám thề không? Bà có dám lôi cháu nội của mình ra để thề không? Tôi nói là tôi không có nói gì hết thì bắt tôi thề làm gì? Cô đừng có lằng nhằng nữa. Ngay cả cái Hạ, nó cũng không muốn ai biết chuyện này. Nó bó bở vì trách cái người mà đã có âm mưu tước đi cái quyền làm mẹ của nó. Ngay cả nó muốn tránh xa cái căn nhà này còn không được khi mà. Được, nếu như bà không nói thì tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn vì bà đã giữ im lặng bấy lâu. Mà tốt nhất ý, là im lặng với cả anh Nghĩa nữa. Nếu không thì... Thì sao? Cô làm cái gì? Bà yêu ai nhất, đó sẽ là người phải chịu tổn hại nhất. Sao tôi không dám? Tôi nói cho mẹ biết, tôi chỉ đang bảo vệ gia đình nhỏ của mình thôi. Ai động đến hạnh phúc của tôi xử hết. Alo. Là anh đây. Anh đang ở dưới chỗ làm của em. Cho anh gặp em một chút được không? Tôi ra ngoài đi ăn rồi. Mà tôi cũng không muốn nghe muốn nói gì với anh cả. Anh đừng gọi nữa. Khoan,
Anh cũng có việc. Một việc rất quan trọng. Giờ tôi không có việc gì quan trọng ngoài ba của Kitty cả. Nhưng anh đừng có làm phiền. Em biết rõ bố của Kitty là ai mà. Anh lại nghe con vợ cũ của anh chứ gì? Anh tin cô ta chứ gì? Cái gì? Hà cũng biết chuyện này à? Chẳng phải chính anh cũng đi thử ADN. Anh cũng nghi ngờ còn gì. Cô biết rõ quá nhỉ? Việc tôi xét nghiệm ADN ấy. Cô biết rõ cho nên đã cháo kết quả. Cô nghĩ là tôi chỉ test một lần và tin cô à? Nhiên à, cô đừng quá tự tin vào sự thông minh xảo trá của mình. Hay là cô đánh giá tôi quá thấp?